Tôi là Thái, là người bảo vệ TT. Nguyen Van Thai is a Vietnamese conservationist on a life mission to protect pangolins, which are critically endangered and one of the most trafficked animals in the world. Đối với loài TT thì ở Việt Nam cũng như là trên thế giới thì nó là một cái loài thú mà bị săn bắt nhiều nhất trên thế giới. Nó cái giá thị trường của nó rất là cao, giá đến khoảng 2 đến 300 đô 1 kg ở chợ đen. Vì thế nên là nó luôn luôn bị giáo giết săn bắt và tìm kiếm. In Asia, pangolins are trafficked for use in traditional medicine, with their parts said to be able to cure everything from cancer to male impotence. This illegal trade is worth billions of dollars. Chúng ta nhìn thấy để nghĩ rằng là nó rất là đáng sợ về cái hình dạng của nó, như giống như những cái con khủng long, nhưng mà thực sự là TT là nó rất là hiền lành và nhút nhát, không có khả năng tấn công, không có bất kỳ cái đe dọa nào cho con người. Nhưng con người của chúng ta lại chính là cái nguyên nhân mà dẫn đến cái sự suy giảm, cái sự tuyệt chủng của nó. Vì thế nên là yêu cùng với cái việc là có những cái cam kết rằng là mình cần phải hành động, cần phải làm cái gì đó để bảo vệ chúng. Thai's passion started at a young age. A neighbor dug up a pangolin which was in a curled up ball, the position used as a defense mechanism by the animal to ward off predators. Khỏi mọi cái con thiên địch ở ngoài tự nhiên, nhưng mà không bảo vệ nó khỏi được cái bàn tay giết hại của con người. It was that experience that inspired him to protect pangolins. At first, he worked as a volunteer before starting his own rescue group called Save Vietnam's Wildlife. Now, he employs more than 60 staff and has rescued close to 1,600 pangolins. Thai's protection group has helped set up joint task forces with rangers and locals to patrol and destroy traps set by poachers. His work has inspired others to get involved. Mình bắt đầu hoàn toàn như kiểu là bắt đầu từ con số 0 ấy. Cái công việc mà mình tiếp nhận ở đây thì nó không hoàn toàn mới đối với mình. Thì anh Thái cũng luôn chỉ bảo từng ly từng tí một này. Ngoài ra là từ cái việc những cái kết quả mà anh Thái cùng với đội nhóm ở đây đạt được thì cũng là một cái động lực lớn cho mình tiếp tục.